Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của BMW 325. Đây là cái sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Với cái lốc điều hòa của BMW 325 này, con này nó là đời cổ rồi, nên là nó vẫn dùng cái điều khiển bằng mặt hít, tức là cuộn điện này, và vôn từ, chứ nó không như cái dòng đời cao là điều khiển 100% bằng cái van điện. Cái này thì đây, cái lốc này thì nó sử dụng là điều khiển bằng cuộn hít này. Cái van thì của nó là van cơ. Đấy. Với cái dòng sản phẩm này thì nó là ba tay bắt, hai chân trên một chân dưới, chân treo vào chỗ lốc máy. Cái dòng BMW này thì cái mặt bích của nó cũng khá là độc đáo ở cái điểm là mặt bích đường cao thì ở phía trên nó rất là nhỏ, nhưng riêng mặt bích đường hạ thì nó như dòng Mac và dòng B này thì cái đường hạ nó, anh em có thể thấy là cái lỗ đường hạ nó rất là to cao hơn cái dòng xe Nhật và dòng xe Hàn. Đây đây là em vừa giới thiệu sơ qua. Đây chính là cái mặt hít của nó này. Đấy, đây là phần ly hợp từ này, đây là phần ba chân bắt. Lốc được cấu tạo lắp ghép bởi ba phần thân và một phần đầu, tức là hai thân, một đầu, một đuôi và một giữa, ba phần thân lắp ghép với nhau một cách rất là tinh vi. Đó, anh em có thể nhìn được không ạ? Đấy. Đây là cái phần van. Van như chúng ta thường gọi là van để bảo vệ cái lốc đấy. Đó. Cái điểm để chúng ta châm dầu thì đây ạ. Đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe BMW 325 đời cũ. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333, kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.